chỗ intro thôi. Chỗ intro thôi. Intro xong rồi. Còn vô tâm lắm cứ nhẹ 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 cho em thôi. Để có cái diện thôi. Tà ra ra tà ra đi cả. Đó đúng rồi, nó có hai câu lót á. Đứng ngoài ca sĩ intro thôi, lấy hai cái intro, hai intro đầu thôi. Đầu ở giữa thôi. Cái này hồi xưa nghe cái câu này nó ngược tay. Được đồ đi 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 đổ được đứng nhau trong cái mặt thôi, để chẳng quan tâm cái mặt cái đèn đèn lát nữa lại mất công chuyện không lên được á, lên được á, lên được á. Rồi vào vị trí tranh lạnh một suốt mấy đứa chơi. Dạ dạ không sao đâu chị. Người ta quay chân luôn. Chị sẽ đứng thế này nha. Đó mà. Có hả? Sẽ đứng nghiêm như thế này nè. Chết em rồi. Quay chân đó mọi người, đừng đi chân, mọi người mang tóc vào thôi. Dây thì hát đằng sau, cái dây thì cắm ở đâu sẽ có tiếng hay nhỉ? Đây là có tiếng hay nhỉ? Tôi giấu một, tôi giấu một. Giấu đi. Giấu đi. Ủa sao hay nhỉ? Đây là thấy nè. Mày thì mày nó nhỏ đi, nhưng mày coi thấy á. Anh về ra anh coi máy tính hay gì thoại các bác bù lộ đi. Bây giờ hả? À, thấy là chị muốn em quay vào một lưng tí. Mấy giờ nữa mình mấy giờ đi làm? Chưa mà, chưa mới đi. Cùng lắm anh bắn xô được chứ đâu anh. Mẹ mất hai xô rồi. Anh hát có một tí mà mất hai xô gì anh? Thì ấy quỷ. Ờ, cho nơi khiếp khẩu 4 giúp anh với. Cái guitar này á chắc là đâu anh tôi mong em bóng chiếc lưng mẹ làm sao con quên.
này, tại vì bộ shot em sẽ quay lại một góc khác nhau. Mà nếu nó chưa được thì phải quay lại. Làm lại thôi. Làm amen lại. Ví dụ các bạn chỉ nhìn thấy về chi tiết của em nhẹ thêm một tí nữa thì ok hơn nè. Nhưng mà em đáp được cấp đẹp hơn. Còn lúc, lúc vô chỉ có một người, ví dụ bác cứng là quay cái tay thôi, không cần quay cái mặt. Và tới ngoài rút cái là cái gió xong rồi qua quay liên máy ra là đánh rồi đó. Dạ đúng rồi. Đánh xong liên máy qua lên đánh. Trên đánh rồi qua như ra móc móc là tổng thể là xong thôi. Dạ. Em không cần nhiều. Chỉ cần gọi intro thôi. Intro thôi. Em hiểu không? Intro là cái nhạc vào đâu. Thôi trong lúc chị hát thì em không có chuyện với anh Bình hả? Chàng, cứ có chàng cho anh. Em thích cái gì em chàng. Quan trọng là intro là muốn đầy đủ. Anh muốn đầy đủ, anh muốn là tên người. Dạ rồi, dạ rồi. Còn không đó thì em lấy phần khác nào. Ok.